mẹ chị uh, cho chị á là bà có uh, có lấy cây nhang chích làm làm dấu cho chị hai cái thẻo. Nhưng mà nếu mà khi nào người đó là mẹ chị hay là người anh em trong gia đình thì người đó sẽ biết là cái thẻo nằm ở đâu. À vậy à. Để hai biết thẻo người chị cho nên là chỉ giờ chị biết, giờ chỉ có là mẹ chị biết. Nếu mà thật sự mẹ chị thì mẹ chị sẽ biết. Tại bà cho chị đi thì chị nghĩ là bà cũng nghĩ là sẽ muốn tìm lại chị cũng muốn một cái dấu nên bà đã làm để lại hai cái thẹo nơi trong người chị. Oh Thế vậy à? Dạ, yeah, rõ thấy thương quá ha. Bởi vì lúc đó chắc yeah. là khó khăn, khó khăn đối đế quá cho nên là ờ, mẹ buộc lòng phải cho. Đông. Ừ, 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 thấy Tại vì quá. cô cô chị nói là, mẹ chị cho chị là mẹ chị nói là là kêu tất cả em lại với ông anh lại là tụi con lại nhìn em đi rồi rồi để mẹ cho em đi. Thường nhìn quá. em làm mới đi rồi mẹ cho em đi, em nhìn xong rồi để thì... chị thôi. Thật thường quá ha. Chị cho em biết tên của chị ha? À, Tên chị là Phượng Phan. Dạ. Hôm nay chị Phượng kết nối là để kiếm ai chị Phượng? À, chị nhà kết nối là để chị kiếm mẹ, mẹ chị. Dạ. Mẹ và anh em. Uh -huh. Dạ. Rồi um, chị Phượng là sinh năm mấy? Chị sinh năm 1972. Dạ. Yeah. Rồi uh, chị có thông tin gì về mẹ và hồi đó là thất lạc nhau trong trường hợp như thế nào? Um, như thông tin đó là thông tin là chị uh, hỏi từ những người quen thôi là lúc đó là um, theo như kể là ngày trước là chiến tranh năm 72 chiến tranh thì uh, chiến tranh ở trên như là nói là tới một cái dùng chỗ mà chị sinh ra là dùng định cư chiến tranh chạy tới một cái dùng định cư đó là cho những người chạy loạn tới đó ở Như là khu yeah. giải chiến á. Yeah. Là... Tới đó ở thì mẹ chị sanh chị ở đó. Là ở ở Đà Nẵng. Dạ. Yeah. Ừ, sanh, sanh ở Đà Nẵng thì sanh lúc là lúc đó là nhà anh như là nghe nói là đông người đông anh em. Năm số người vậy đó. Rồi lúc mà cho chị thì chị có 15 ngày tuổi à. Dạ. Yeah. 15 người tuổi thì cho cho ba má ba má nuôi của chị là ba má nuôi chị không có con, yeah. cưới nhau 7 năm có con thì mới là à, người cô của chị người cô mà cô ba má nuôi chị bồng chị về cho giao cho ba má chị nuôi. Dạ. Yeah. Uh -huh. Vậy là bà cô đến đó xin hay là có ai giới thiệu hay là thế nào trong cái tình huống ra sao mà có, có mà đưa về? Yeah. nghe là nghe theo nghe nói thôi hình như là trong cái, cái câu chuyện nó có, có một ẩn khúc gì đó nhưng mà theo chị nghĩ vậy mà khâu chị không muốn cho chị biết nhưng mà theo nghe nói là cái người dượng á người dượng của chồng của cô á quen với cái người người mẹ sanh chị tóm tắt là vậy đó yeah. thì quen thì lúc bà biết cho thì mới là thông báo cho cô chị tới bồng chị về cho ba mẹ chị nuôi yeah. nhưng mà sau trong công ổn khúc có một cái gì đó thì chắc người trung Cục mới biết thôi. Rồi, rồi cho cho em ờ. biết tên của cái người mà ẩm chị về đó từ người mẹ ruột để ẩm về đó chị có biết tên không? Ờ, uh, Phan Tấn là cô 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 của mình đó, cô cô no, cô cô của ba mẹ nuôi là Phan Tấn. Dạ. Cô Phan ừ. Tấn thì nay chắc cũng lớn tuổi lắm rồi hả chị. Ờ, là em của ba nuôi chị thì em thứ sáu, còn ba ba chị thì ba chị là thứ tư ba chị tám mươi mấy tuổi ba chị mới mất mấy tháng rồi dạ và uh -huh. cô phan tấn năm nay khoảng bao nhiêu tuổi chị Ờ à, cũng coi cũng bảy mươi bảy mươi mấy bảy mươi sáu bảy bảy gì á dạ vậy. mới nói chuyện với cô mà dạ vậy là năm đó chắc là cô mới có hai mấy, hai mấy tuổi hả cách đây năm cách Thì đây cô cũng hai mấy tuổi hai mấy dạ năm, bởi vì năm... uh -huh. Dạ, 50 năm rồi cộng thêm cái uh, độ tuổi của cô nữa, hai mươi mấy nữa thì năm nay mới 17 bảy mấy. Năm nay bảy ừ. mấy tuổi. Ừ. Dạ. Vậy dạ, rồi chỉ có chị có thông... 3... Chị có thông tin gì về mẹ ruột của chị không? Không, không, không biết sau này thì chiến tranh xong thì um, cái khu định cư đó là chiến tranh xong là nghe nói là phần ai nấy về nhà phần như là uh, phần anh ấy về mà nghe nói là mẹ ruột của chị á nghe thông tin theo như cô chị nói là lúc đó chị nghe thoáng thoáng thôi là là như là ở trà ở ở Quế Sơn ở Quế Sơn ở Quế Sơn là Đà Nẵng Quế Sơn á nhà yeah. Trung á ở ở Quế Sơn thì núi á thì thì lúc chiến tranh thì thì đầu là dồn xuống dưới khu định cư này ở làm trang trại ở đó yeah. sau chiến tranh rồi anh ấy nói về Ngoài cái việc mà ở Quế Sơn ra thì đi bao nhiêu người hoặc này kia, gia đình có bao nhiêu người này kia chị có nắm được không? Thông tin nghe nghe nãy mới hỏi cô thì cô nghe nói là bà Năm bà Năm. Còn có người thì nói là tên Hương. Mà 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 nãy hỏi cô thì nói là cô nghe nói gọi bà Năm bà Năm. Bà Năm thì chắc là chị nghĩ là gọi tên Thứ á. Dạ, gọi Thứ. Ừ, bà Năm bà Năm và có hơi hướng là có nghi ngờ là là tên hương nữa hả chị ừ, thì thì có, có nghe thông thoáng là người nói nó tên hương nữa cho nên là chị cũng đi cũng đi hỏi thăm người này người kia nhưng mà nhưng mà cũng không, không hiểu lúc mà ba ba chị còn sống thì như là cũng không có muốn cho chị á thì họ thương mình quá nên họ cũng không muốn mình 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 chia sẻ tình cảm hay sao á nhưng bây ừ. giờ ba má chị mất hết rồi đó đại khái là giờ Ba ba má nuôi của chị mất hết rồi. Cho nên là giờ chị cũng thoải mái hơn. Lúc mà ba má còn sống thì mình cũng sợ đi tìm thì ba má mình buồn á. Dạ. Cho nên là mình mình cũng không có 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 nhiệt tâm lắm. Nhưng bây giờ ba má mất hết rồi thì mình cũng muốn tìm lại à, mẹ của mình. Anh em lúc đó là nghe nó trong nhà có anh lớn đó. À. Ừ. Ở trong hồ sơ thì thấy chị nói rằng là có nghi ngờ ba hoặc là anh tên Sơn hả? Ừ, đúng rồi, trong hai người có người tên Sơn. Tại vì lúc mà mà ông Dượng còn sống á, ông Dượng còn sống á, thì ông Dượng nói là 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 có tên Sơn, tên tên cha tên Sơn, con tên Sơn thì đó lúc đó thì mình không có để ý lắm. Ừ. Ừ, tại ông Dượng là cái ông ông Dượng mà ông 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 nói bà cô bồng bồng chị về đó. Dạ. Yeah nhưng mà giờ ông dưỡng mất rồi nên là lúc đó cô không có nghĩ gì không có nghĩ là đâu nghĩ là dưỡng mất đâu thì từ hỏi rồi giờ cũng ông dưỡng là ông biến dính sáng nhất à, có nghe nói là khoảng tháng mấy năm 72 không chị có nghe nói là khoảng tháng mấy năm 72 không chị sinh tháng mấy năm 72 không tháng mấy thì chị không 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 nhớ chị chỉ biết là năm 72 thôi là bồng chị về, là bà, người mà nuôi chị á, là bà, bà mợ. Tại bà mợ có một đứa con, cũng sinh năm 72. Nên là bồng chị về cho bà mợ nó nuôi luôn, là bú với bà mợ, bú với lại lại, lại thằng em luôn đó. Yeah. Là, là bà mợ nó nuôi chị luôn. Bà uh -huh. yeah. mợ hiện tại vẫn còn ở Đà Nẵng. Uh -huh. yeah. uh -huh. Rồi, vậy em nắm được cái thông tin cơ bản của chị là vào năm 1972 thì uh, ở tại một cái địa điểm tập trung giống kiểu là tập trung giả chiến tạm thời ở đà nẵng ừ. Ừ. thì mẹ Và chị thì có. Ừ, có có có, có, huyền có xã hết đó có huyện có xã hết đó vậy dạ yeah, có thì chị đọc cho ừ. em ok này, ở ở xanh ở ở trân tâm nè huyện trân tâm nè xã hòa khánh nè Dạ. Yeah. Ở trung tâm Hòa Khánh, uh, Hòa, Hòa, Khánh, Hòa Vang, Đà yeah. Nẵng. Ừ. Uh dạ. -huh. Yeah. Vào năm 1972 thì lúc mà mẹ chị sinh ra được khoảng 15 ngày thì mẹ chị đã cho cô Phan Tấn. bông uh -huh. bồng về. Dạ, yeah. và cô Phan Tấn Nhưng... là cô của chị đã ẩm về cho ba mẹ nuôi của chị. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. rồi. Vậy theo chị, chị có nghĩ rằng là chị có hơi hướng con lai like gì không hay là con con không. việt không con việt dạ yeah. dạ yeah, con việt dạ yeah. ok chị về thông tin của chị thì em có nắm được trên cơ bản thì uh, hy vọng là sau khi em cập nhật lên cộng đồng thì có ai biết được thì người ta sẽ báo cho mình ừ. tại vì uh, biểu không chị cũng định là Tết này về thì nếu mà chị cũng mong là mọi chuyện nó tốt đẹp thì nếu mà chị về gặp được trong cái dịp đó thì 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 là hạnh phúc. À, yeah. thì cái điều này chúng ta Tết. cũng uh, cầu nguyện cũng như là xin ơn trên thôi chứ cũng chưa nói trước được điều gì. đó yeah. thì, thì cũng may mắn thôi. Nếu mà mình may mắn thì gặp sớm còn không thì cũng phải có nhiều người đợi có bảy tám năm. Mình yeah. cũng không có hiểu yeah. là biết yeah. được may mắn hay không nhưng mà cầu nguyện và yeah. tất cả là nhờ vào cái sự mà cái duyên và cái sự chia sẻ của cộng đồng đó thì cái video của mình nó lan tỏa được mạnh đó. thì uh, cái cơ hội đến với uh, cái người mà mình cần gặp đó, thì nó sẽ cao hơn cho nên là cũng mong cộng đồng uh, giúp đỡ. Uh -huh. Mong là Tương vị giúp chị giúp dùm chị tại vì trước cùng ba mẹ uh, ba mẹ thì uh, ba mẹ rất thương chị thương lắm mình mình muốn đi tìm thì mình cũng sợ là là ba mẹ buồn nên nó cứ cứ mình cứ cứ lăn tăng lăn tăng đến giờ ba mẹ mất hết rồi thì yeah. mình làm cái điều đó thì cũng không sợ ba mẹ buồn nữa. Yeah. Đó. Rồi chị, giờ em nắm được cơ bản rồi ha, rồi có ai báo gì em cho chị hay nha. Ok chị cảm ơn Tướng Vĩ nha nhờ Tướng Vĩ nhờ cộng đồng mạng giúp. Ai mà tìm được thông tin thì chị xin học tạ hai ngàn. Dạ. Rồi. Với lại một có một chi tiết nhỏ nữa. À, tú nghĩ lại cái một chi tiết nhỏ nữa là lúc mẹ chị uh, cho chị á là bà có uh, có lấy cây nhang chích làm làm dấu thì chị hai cái thẻo. nhưng mà nếu mà khi nào người đó là mẹ chị hay là người anh em trên đình thì người đó sẽ biết là cái thẻo nằm ở đâu à vậy à để hai biết thẻo người chị cho nên là chỉ giờ chị biết giờ chỉ có là mẹ chị biết nếu mà thật sự mẹ chị thì mẹ chị sẽ biết tại bà cho chị đi thì Chị nghĩ là bà cũng nghĩ là sẽ muốn tìm lại Chị cũng muốn một cái dấu Nên bà đã làm để lại hai cái thẹo nơi trong người chị Ồ oh, vậy à Dạ yeah, Trời ơi thấy thương quá ha Bởi vì lúc đó chắc yeah. là khó khăn Khó khăn đối đế quá cho nên là ờ, mẹ buộc lòng phải cho Đông lắm. Ừ, ừ, thấy Tại vì quá. cô Cô chị nói là Mẹ chị cho chị là mẹ chị nói là Là kêu tất cả em lại Với là ông anh lại Là tụi con lại nhìn em đi rồi Rồi để mẹ cho em đi Thường nhìn quá. em làm mới đi rồi mẹ cho em đi, em nhìn xong rồi thì bồng chị thôi. Thế thường quá ha. Ừ. Rồi, OK chị. Có gì chứ là mẹ mà. <laughs> dạ. Mình Vậy... Mẹ thì mình biết rồi, không mẹ nó muốn cho con hết đó nhưng mà hoàn cảnh thôi. Dạ, hoàn cảnh lúc đó là khó khăn, rồi chiến tranh, rồi ở ở nơi tập trung, nơi tập thể này kia nữa, rồi không có điều kiện để nuôi. Đúng rồi. Dạ. OK. Rồi em em sẽ chuyển tải câu chuyện rồi có ai báo gì em sẽ cho chị biết. OK. Cảm ơn tướng diễn nhiều nha. À. Dạ. Rồi, bye bye ừ. chị. Rất vui. Tại chị cũng <laughs> gọi nhắn tin tướng vĩ nhiều lần rồi nhưng mà yeah. không được cũng buồn lắm. tới giờ cái lại buồn ngồi cầm điện thoại lại nhắn. Dạ. Yeah. OK. <laughs> chị, thông, chị không yeah. mời, trả lời. OK. Chị cảm ơn tướng vĩ nhiều nha em. Dạ. Chị thông cảm tôi cho em bởi gì? vì nhiều nhiều quá đó chị, nhiều quá nên bây giờ em mới okay. tiếp nhận được á. Chị thông cảm em ha. OK 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 cảm ơn tuấn vĩ nhiều rồi, rồi bye 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 bye, bye, bye chị ok bye em yeah. Dạ.